Đây nè, qua ghế kia ngồi, qua ghế kia ngồi cho ba. Con cái qua cái ghế đó con ngồi cho ba, mau lên. Mau lên. Ừ, qua cái ghế đó ngồi. Ừ. Đó ngồi đó đi. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống để ba. Để ba ngồi đây ba tập thâu con dễ hơn. Ngon Bella. Ngon không? Đâu, để quay coi coi, ba coi cái tóc của Bella coi. Bella, Bella có quên Jessie chưa? Có nhớ Jessie không? Dân hả? Ok. Bella, ngon không? Bella, ngon không con? Bella thích không? Jessie hỏi kìa. Jessie hỏi Bella quên Jessie rồi hả? Ok. Ngon không?
tóc bella đỏ đẹp quá ha. Ăn ngon không? Thôi cầm mút em thì đừng có lấy muỗng ăn nữa, lấy muỗng ăn không có ngon, cầm cái là cắn luôn á. À hả, đúng rồi đó, cầm nó cắn. Anh không có biết ba là gì nữa ha. Mấy anh có không biết ba là gì, hỏi gì cũng không nói chuyện hết ha. Bella, Chelsea nhớ Bella lắm. Cuối tuần không có ai chơi với Chelsea hết. Thôi, thổi một mình à. Thì Chelsea nói vậy đó, Chelsea nhớ con lắm. Con có nhớ Chelsea không? Con nói đi, nếu mà con nói đi, nói con nhớ Chelsea lắm. Chelsea đâu có phải quay được đâu. Tại Chelsea không quay được hả? Để cho ba giờ. Lấy giấy chùi cho con kìa. Phải là ba đang quay clip không? Không, ba hỏi đang nói chuyện với Chelsea thôi. Đi đâu? Về. Yeah. Mẹ nói đi vòng vòng cái tự nhiên giờ đi về hả? Đi. Mình đậu xe đâu ta? Đó, đi thẳng ra đây là tới rồi nào. Đi. Đi đi đi. Về. Mấy giờ rồi bố? Không biết nữa. Mặc áo vô này. Mẹ đang mặc áo vô không nè con, mặc áo rồi đi về. Cầm giùm đi ha. Ăn nhiều kem quá con. Ngon rồi, cái nồi đít rồi. Chưa có. Nhắc mẹ bé mua cái chùm này để cài giống Bella cho đẹp quá. Mẹ bắt chước Bella là không được đâu nghe. Nếu vậy không có còn original nữa, không có còn được không? Con cho hả? Đi mua, đi chặt một cái liền. Chặt một cái liền. Găng tay của con đâu mà găng tay vô? Bàn tay con mày chết rồi, chết rồi. Người nói của con đâu? Có nói không? Này Bella có ăn nữa không? Không ăn nữa vứt đi nha. Đó. Ăn này ho dữ lắm luôn á. Là ba một mẹ ăn nữa đi. Ăn là ba ho đi. Thôi ăn gớm quá. Em cầm cái đó đi. Đi. Đi.
Về ăn phở. Phở đâu mà có? Phở nào? Em tưởng ở nhà còn một tô phở chứ. Còn đâu? Em qua mua cái hai tô phở, nhớ không? Ăn mất một tô phở, anh ăn một tô, còn một tô.